Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Đại đoàn kết số tháng 11 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Sau đây là nội dung chi tiết. Nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tới dự ngày hội đại đoàn kết và chia vui với bà con nhân dân tại các khu dân cư trên địa bàn tỉnh. Chủ trương tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ năm 2003 đến nay luôn được mặt trận các cấp triển khai có hiệu quả, tạo ra một diễn đàn dân chủ của trên 100.000 khu dân cư trong cả nước. Ngày hội chính là dịp để lãnh đạo tỉnh, địa phương về chung vui với nhân dân, lắng nghe và thấu hiểu tâm tư nguyện vọng của nhân dân, để từ đó phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Thực hiện phong trào thi đua, đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tuyên Quang đã phát động phong trào Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải, chống rác thải nhựa. Đến nay đã có 7 trên 7 huyện, thành phố, 100% xã, phường, thị trấn, khu dân cư triển khai hưởng ứng thực hiện phong trào. Phối hợp phát tờ rơi, tài liệu tuyên truyền, túi thân thiện với môi trường, mũ, làn, chai đựng nước bằng thủy tinh. Tuyên truyền vận động nhân dân xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, tổ nhóm tự quản về giúp đỡ nhau phát triển kinh tế tại các khu dân cư. Mặt trận Tổ quốc đã chủ trì hiệp thương, phối hợp với các tổ chức thành viên xây dựng được trên 600 mô hình về lĩnh vực kinh tế, gần 470 mô hình về đảm bảo an ninh trật tự, trên 1.500 mô hình về bảo vệ môi trường, gần 560 mô hình về lĩnh vực văn hóa, nếp sống văn minh, mô hình tự quản, camera an ninh do nhân dân tự nguyện đóng góp. Qua đó xuất hiện nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả, được nhân dân đồng tình ủng hộ, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh ở địa phương. Tiếp tục thực hiện nghị quyết số 73 ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang khóa 16 về huy động trẻ đi nhà trẻ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội các cấp trong tỉnh đã tích cực tuyên truyền, vận động đưa trẻ đi nhà trẻ. Do vậy mà tỷ lệ huy động trẻ đi nhà trẻ tiếp tục tăng. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, các cấp chính quyền địa phương đã chủ động truyền thông về nghị quyết 73 và nghị quyết 05, góp phần nâng cao tỷ lệ huy động trẻ đi nhà trẻ, giảm ngân sách nhà nước và biên chế giáo viên công lập. Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo hướng dẫn các cơ sở giáo dục mầm non phối hợp hướng dẫn cha mẹ trẻ chăm sóc giáo dục trẻ tại nhà trong thời gian nghỉ phòng chống dịch COVID-19. Đến ngày 30 tháng 10 năm 2020, toàn tỉnh đã huy động được 12.000 trẻ đi nhà trẻ, đạt tỷ lệ trên 37%, vượt 1,9% so với chỉ tiêu huy động trẻ năm 2020. Toàn tỉnh có 631 nhóm trẻ, trong đó có 571 nhóm công lập và 60 nhóm tư thục. Hội nông dân thành phố Tuyên Quang đang quản lý và sử dụng có hiệu quả trên 5,4 tỷ đồng vốn quỹ hỗ trợ nông dân các cấp cho gần 40 lượt dự án nhóm hộ, trên 500 lượt hộ trên địa bàn thành phố vay vốn để đầu tư sản xuất. Nhờ nguồn vốn này, nhiều gia đình hội viên đã có vốn để đầu tư phát triển kinh tế, xây dựng được các mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả. 500 triệu đồng vốn quỹ hỗ trợ nông dân đã kịp thời được giải ngân để 10 hộ dân của phường Đội Cấn có nguồn lực để phát triển kinh tế. Với 50 triệu được vay lần này, ông Thưởng đã có thêm một số vốn để tiếp tục đầu tư vào trồng trọt. Mặc dù số vốn vay không lớn, nhưng là đòn bẩy giúp nhiều hộ nông dân như ông có điều kiện mở rộng quy mô sản xuất, tăng thu nhập. Nguồn vốn này đến kịp thời bởi vì là bây giờ đang cái cây tứ thì này là đang cần, rất cần phân để chăm sóc để cho nó ra lứa hoa lúc trái vụ để tăng năng suất và tăng cái giá thành sản phẩm lên. Ngoài tháo gỡ một phần nhu cầu về vốn cho hội viên, nguồn vốn từ quỹ này cũng khuyến khích hội viên nông dân trên địa bàn thành phố thay đổi nhận thức từ sản xuất nhỏ lẻ sang liên kết nhóm, đầu tư thâm canh, tăng năng suất, tạo việc làm và tăng thu nhập. Hiệu quả rõ nét nhất là đã giúp tạo việc làm thường xuyên, ổn định với mức thu nhập từ 3 đến 5 triệu đồng một người một tháng cho trên 400 lao động, tạo việc làm theo thời vụ cho trên 520 lao động, góp phần thành lập mới 9 nhóm liên kết, 3 tổ hội nghề nghiệp, 2 tổ hợp tác và hợp tác xã trên địa bàn thành phố Tuyên Quang. Được quỹ hỗ trợ nông dân của Trung ương đã hỗ trợ được 400 triệu và cũng cho được 10 hộ trong tổ mình vay để
chăn nuôi cá. Nguồn vốn này nó rất có hữu ích, hỗ trợ các hộ chủ động được trong tất cả các khâu, ví dụ như là nạo vét ao, rồi mua thức ăn, rồi mua con giống. Thông qua các dự án vay vốn quỹ hỗ trợ nông dân, các hội viên có điều kiện trao đổi kinh nghiệm, giúp đỡ lẫn nhau, liên kết xây dựng mô hình kinh tế hợp tác, từng bước hình thành các sản phẩm chủ lực của các xã, phường, thành phố. Nhằm tuyên truyền giáo dục thói quen, ý thức bảo vệ môi trường, phát huy tinh thần trách nhiệm của thiếu nhi trong xây dựng môi trường học đường sạch đẹp, văn minh và thân thiện, Hội đồng đội tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo hướng dẫn các liên đội tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, qua đó góp phần cùng cộng đồng chung tay phòng chống rác thải nhựa. Mô hình ngôi nhà kế hoạch nhỏ được liên đội trường tiểu học An Tường, thành phố Tuyên Quang hoàn thành đưa vào sử dụng là một trong gần 300 ngôi nhà kế hoạch nhỏ được các liên đội trường học trên địa bàn toàn tỉnh đã và đang triển khai xây dựng. Với 3 ngăn chức năng gồm ngăn đựng vỏ nhựa, ngăn đựng giấy và ngăn đựng vỏ lon đã giúp cho các em học sinh trong liên đội nhà trường dễ dàng thu gom, phân loại phế liệu theo đúng quy định. Em được các thầy cô hướng dẫn thu gom và phân loại rác thải tại gia đình để góp phần làm cho môi trường thêm xanh, sạch đẹp và đóng góp cho các bạn học sinh nghèo ở vùng sâu, vùng xa. Với chương trình này, liên đội đã xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể cho các khối lớp theo từng tuần. Qua đó thì hình thành cho các em thói quen chung tay xử lý rác thải nhựa và phòng chống rác thải nhựa. Các hoạt động chung tay phòng chống rác thải nhựa do hội đồng đội triển khai đến nay đã đem lại hiệu quả rất quan trọng trong việc cùng với cộng đồng giảm thiểu rác thải và bảo vệ môi trường. Mô hình ngôi nhà kế hoạch nhỏ là một trong những điểm nhấn quan trọng góp phần để các em thực hiện tốt hơn trách nhiệm của bản thân cũng như hình thành cho các em học sinh thói quen tốt trong việc giữ gìn môi trường sống xung quanh mình. Ngay từ đầu năm học thì hội đồng đội tỉnh đã chỉ đạo xây dựng đồng loạt gần 300 ngôi nhà kế hoạch nhỏ. Và hoạt động này thì nhằm giúp cho thiếu niên nhi đồng tham gia bảo vệ môi trường và phân loại và xử lý rác thải nhựa. Và trong thời gian tới thì hội đồng đội sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp bộ đội trong toàn tỉnh duy trì tốt mô hình để xây dựng và hình thành thói quen bảo vệ môi trường, xử lý rác thải nhựa cho thiếu niên nhi đồng. Với sự vào cuộc của hội đồng đội tỉnh, của các liên đội và đặc biệt là của toàn thể các em học sinh, đến nay đã có hàng tấn rác thải đã được thu gom và xử lý theo đúng quy định. Thông qua các hoạt động này, ngoài việc thay đổi nhận thức của các em học sinh trong việc sử dụng các vật dụng làm từ nhựa và các loại chất thải rắn, đây còn là hoạt động hết sức quan trọng, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, chống biến đổi khí hậu. Thực hiện công tác giảm nghèo, trong thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Yên Sơn đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân và hỗ trợ sinh kế để người nghèo vươn lên thoát nghèo, ghi nhận của phóng viên chuyên mục. Được hỗ trợ tiền để làm nhà mới, gia đình anh Lý Đức Tụ còn được hỗ trợ trâu bò sinh sản để chăn nuôi. Năm 2020, gia đình anh xin ra khỏi danh sách hộ nghèo. Được các cấp của nhà nước, nhất là từ thôn, từ bản, đã quan tâm đến gia đình tôi, là hỗ trợ cho tôi, là gia đình tôi làm được, xây được căn nhà. Đây là cũng hỗ trợ là trâu bò. Đấy, là đến bây giờ từ 2020 giờ đi thì tôi là chủ hộ gia đình, tôi rất là mong muốn là để tôi xin ra khỏi cái danh sách là hộ nghèo. Đẩy mạnh công tác giảm nghèo, Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn huyện đã tích cực tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về công tác giảm nghèo tới người dân. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức để người dân thay đổi tư duy vươn lên thoát nghèo, đồng thời triển khai thực hiện nhiều giải pháp giúp đỡ hộ nghèo, sửa chữa làm nhà mới, thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo. Trong năm 2020 thì đã hỗ trợ cho 15 hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo, xóa nhà tạm, nhà rột nát, triển khai đó là trên cơ sở nguồn hỗ trợ của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Thì Mặt trận Tổ quốc huyện cũng đã phối hợp với cấp ủy chính quyền của xã Kim Quan, Mặt trận Tổ quốc Kim Quan đã triển khai hỗ trợ cho 23 hộ thực hiện dự án nuôi bò sinh sản, phát triển của tổng đàn từ 2-3 con lên là bây giờ xích soát là 40 con. Trong giai đoạn 2016-2020, Quỹ vì người nghèo cấp huyện, cấp xã đã vận động được trên 4,8 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng trên 250 ngôi nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo. Những chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước được triển khai kịp thời, đầy đủ, có hiệu quả, đúng quy định,
được người nghèo tiếp nhận một cách thuận lợi, phát huy tác dụng của chính sách hỗ trợ y tế, giáo dục, tín dụng, giải quyết việc làm, sản xuất kinh doanh, hỗ trợ phát triển sản xuất, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện xuống còn hơn 6,2% năm 2020. Thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xã Tràng Đà đã tập trung triển khai 5 nội dung của cuộc vận động gắn với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã và được nhân dân đồng tình ủng hộ, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, chính trị xã hội và thúc đẩy các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn xã. Với 22 camera được lắp ở khắp các tuyến đường trên địa bàn xã, 2 năm nay, công tác đảm bảo an ninh trật tự được đảm bảo, số vụ vi phạm pháp luật giảm. Đã vận động nhân dân trên địa bàn xã Tràng Đà bằng nguồn xã hội hóa, nhân dân đóng góp đưa hệ thống camera an ninh vào trên địa bàn. Sau khi đưa hệ thống camera an ninh vào hoạt động thì tình hình an ninh trật tự trên địa bàn cũng giảm, về số vụ vi phạm về trộm cắp tài sản giảm rõ rệt và tình hình chấp hành pháp luật của nhân dân được nâng cao. Thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã đã phối hợp với các tổ chức thành viên tập trung thực hiện các tiêu chí bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế, giảm nghèo, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Thành lập được 20 nhóm tự quản, hoạt động hiệu quả, góp phần thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao trên địa bàn. Trận Tổ quốc tập trung và tuyên truyền vận động nhân dân là thực hiện tốt 5 nội dung của cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tập trung vào việc là vận động nhân dân là đóng góp ngày công rồi là tiền rồi là vật chất để thực hiện cái việc mà chỉnh trang lại khuôn viên nhà ở, hàng rào cây xanh cũng như là đóng góp cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng hoặc là kiện toàn củng cố lại các cái tổ tự quản sau khi sáp nhập để thực hiện cái việc mà bảo vệ môi trường và xây dựng cảnh quan đường làng ngõ xóm thì sạch đẹp, thì góp phần thực hiện các cái tiêu chí về nông thôn mới. Hiện nay, xã Tràng Đà có 3 hộ nghèo, 94,7% gia đình đạt gia đình văn hóa và 9 trên 9 khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa. Thời gian tiếp theo, Mặt trận Tổ quốc xã sẽ tiếp tục củng cố, phát triển tổ tự quản, tập trung thực hiện tiêu chí môi trường, phấn đấu đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu về môi trường vào năm 2025. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chuyên mục Đại đoàn kết số tháng 11 năm 2020 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và xin kính chào tạm biệt.